Đây, hello, xin chào ông bà cô chú anh chị em, đây là với kênh của bé Hạt Tiêu. Hello mọi người nha. Hôm nay là ngày 30 Tết. Vũ nhỏ sẽ thổ tài là món bánh trôi nước. Ừ, nó có lông tí lách tôi chú Tâm. Tiếng Thái gọi là bánh han đấy. Bây giờ Vũ nhỏ sẽ thổ tài nha đó, đổ nước vào đây. Đây là bột gạo nếp hồi nãy Vũ nhỏ mới. Vũ nhỏ mới đâm xong. Ngâm xong rồi mình đâm ra. Hồi nãy Vũ nhỏ đâm mà bé Hạt Tiêu đang cái cháu không có quay nữa cả nhà. Rồi đổ nước vô đi. Để xem. Ở quê bé Hạt Tiêu là Tết là mình phải có bánh này nhé cả nhà. Đổ vô thêm đi, chưa được đâu. Cái này nhỏ. Mình rồi đấy mày à. Tôi hơi nhỏ nhỉ. Ừ. Được rồi. Chị em bé Hạt Tiêu hay kêu nhau mày tao quá cả nhà đi. Tờ cái gì nhỉ? Nó kiểu kiểu thân thiết đấy. Thân thiết dữ chưa? Rồi thấy nó dính vô bao tay chắc cũng muốn không quả đấy. Em quên nhắc tiếng không nào nào đấy. Làm chứ. Rồi. Tết phong tục của bạn Tiêu là không bỏ ra mình sẽ chấm mật mía. Không sợ được nó mua nhanh kìa. Thế. Ừ. Thôi khỏi bao tay đi. Dính quá. Dính tay tí nó dính tay còn nữa đấy. Không được không ra đâu. Thế à? Thế à? Ừ. Đây nhà bé Hạt Tiêu thì mới cúng xong nha cả nhà. Hồi nãy quên quay cho cả nhà xem. Bây giờ cúng xong rồi. Đủ nước chưa? Rồi nó. Được rồi đấy. Không biết có ra gì không. Có chứ. Rồi, bật bếp lên cho nóng đi. Lấy cái tay nó bật bếp xong rồi nó trộn. Kệ đi, không sao, nhà ăn hay cả nhà ăn. Đi làm đấy. Ừ, được rồi đấy, đi làm đi mà. Khê. Đi làm thì coi ba tao cái này không gì dính không cứu được. Ừ, chả. Làm một tô bánh thôi mà làm mất 4-5 cái bao tay rồi cả nhà. Chị ơi, biết cắm không cái này này. Nhìn bằng. Ừ. Bạn này, mình xúc lại. Là quả nhỏ mình. Thôi cho nó mau chín. Đó. Ừ. Cho nó sôi mới bỏ vô. Chết rồi. Thế làm bánh ngon như các chị từ đầu tới cuối thôi. Lần đầu tiên làm bánh. Lần đầu tiên làm bánh cùng Vũ nhỏ sẽ như thế nào? Có cháy nồi không? Ừ. Quán lên đi đây. Được rồi đấy. Được rồi. Nổ hơn một xíu cũng được cho nó mau chín. Bỏ vào thử đi, coi nó xuất nữa chưa mày. Bộ thử quật quật đi. Mình thử tí nữa. Cái này là mới lần luôn nha cả nhà. Cái này không phải dầu ăn đâu. Mới lần, hồi nãy mới mổ con lần xong rồi. Mình lấy mới con lần đó cả nhà. Mình chiên cho nó thơm. Thổ tay vô thử coi chín chưa. Chắc ok rồi. Bánh đi làm để cúng thôi chứ ăn thì không thèm mấy. Không, tôi thèm nha mày. Cái nhật ký của ông, cái nhật ký ơi bờ. Cái nhật ký của bánh hà này. Ừ. Làm để cúng chứ ăn uống đi. Mày không ăn tao ăn. Mày làm tao làm không ăn nha mày. Được chứ, đẹp, xuất sắc. Thuận ta. Tín luôn. Đây, sau một chắc khoảng nửa tiếng. Cục phẹt lề. Khoảng nửa tiếng thì em thấy bạn Tiêu đã làm được tình này nha cả nhà. Trời ơi, nhìn cũng ngon đấy. Mà không biết ăn có ra gì không. Có nó mới mượn bia vào nào không? Có. Có hả? Tí nữa mình chưa chết mai mình mới ăn chứ nhỉ? Mày hỏi là để cúng. Xong cái này để cúng xong mới ăn được đúng không? Đúng.
Cái này. Ừ. Nhưng mà thì như cúng xong mới ăn ấy. Đúng rồi, cúng xong mới ăn được. Đây là để cúng mà. Không biết ở quê cả nhà Tết có làm mấy cái này không nhỉ? Chắc không đâu ha. Thành quả của vú nhỏ nha cả nhà. Thành quả của em trai Bạch Tiêu. Quả nào quả nấy rất là tròn luôn. Đây mình làm. Bé. Bé. Anh ơi, một đĩa bánh. Nhưng mà mai cũng xong mới ăn nha. Rất là thơm luôn. Lâu rồi bé Hạt Tiêu chưa ăn. Bé Hạt Tiêu cũng thấy thèm thèm. Hay là mình ăn thử một quả. Hay là mình ăn thử một quả. Thôi ha. Mai mình sẽ chấm mật mía nha cả nhà. Tại vì không có bỏ đường. Để chấm mật mía ăn ngon hơn nha cả nhà. Ngon vừa thơm rồi. Ok. Đây, em trai với Hạt Tiêu chuẩn bị làm cái gì không biết nữa. Thịt trâu gác bếp nữa cả nhà. Đây, thịt trâu đang gác. Đâu, từ từ nha, cho tối thui nhỉ. Đây. Đây đúng là thịt gác bếp chính hiệu nha cả nhà. Đấy, thịt gác bếp nhà của bé Hạt Tiêu tự làm luôn. Em trai với Hạt Tiêu với em dâu làm nha. Quá ghê gớm. Cái này ngày nào bé Hạt Tiêu cũng đốt lửa cả nhà. Nhìn nó xấu xấu thôi, đưa xuống chế biến là ngon. Này thì các bếp với cá các bếp. Nhìn hình thức thì không được đẹp lắm. Nhưng mà ăn rất là ngon nha cả nhà. Với nhà mình làm mình ăn mình sẽ thấy nó an toàn hơn đấy. À chị ơi. Bây giờ là hấp nha cả nhà. Bây giờ em Vũ sẽ đưa xuống hấp nha cả nhà. Qua bên này. Đâu. Tháo xuống nha cả nhà. Đó. Đấy. Một cái. Nó ướp gia vị các kiểu giống như trang các bếp bán luôn á. Mình tầm ướp gia vị hết rồi. Mình là ai? À không nhầm. Thế không chị là? Được không? Ôi. Không sao đâu, 2 giây thôi. Đồ khô mà không sao. Hồi bữa em trai Hạt Tiêu làm cái này với Hạt Tiêu không có ở nhà cả nhà nên là không có quay. Một trâu mới mới còn ạ. Mới. Hôm bữa xuống một trâu. Đó. Trời ơi nhìn hấp dẫn quá. Bây giờ mình hấp lên xíu mình ăn cơm đi. Mình ăn với cơm đi. Tới nhà. Tới nhà. Lấy thêm à? Ôi trời ơi. Ô. Kem lại kem luôn. Rất bìa xuống rồi. Mật. Thôi. Cắt cho em đoàn tí. Cái này là cái thứ hai nha cả nhà. Hấp. Hấp dẫn quá nhỉ. Cái này chắc phải cần 2 xì rượu nha cả nhà. Này không được để đến khô quá. Để khô quá nó không ngon, nó cứng ở cả nhà đúng không bố? Khô quá mình hấp lên nó không ngon. Đúng. Cái này hình như mới làm có 2 ngày thôi cả nhà ơi. 2 ngày mà đã khô từng ngày. Người ta là người ta sấy nha, nhưng mà nhà bếp Hạt Tiêu thì không có sấy cả nhà ơi. Nhà bếp Hạt Tiêu thì gác bếp. Mấy chỗ mà người ta làm bán nhiều là người ta sấy á, bỏ vô lò sấy. Mình làm ăn nhà thôi nên là mình làm rất là truyền thống. Sấy thì một đêm là được rồi. Mày thì 2-3 ngày. Còn không? Nếu mi sống mang chế phơ. Nếu mi ỉn là đây.
Nè. Sống dù đề. Cho nên ăn nằm và đủ vô phải hết xuống ăn tìm đi. Ê nằm mà. Ê chứ nì hao lỡ hao sơ cửa bào này. Tìm quá mà đi lại. Không sao đâu. Vượt thôi. Vượt rồi. Ok, hết chưa? Mai nhân đi. Ừ. Từ từ. Tao sẽ còn quay chứ. Chị sắp bên em không? Quá trời hấp dẫn rồi. Có khi nào mình làm bán được không nhỉ? Mình làm ăn có thấy mệt các anh ơi, làm bán chắc không có thời gian làm. Rồi. Đây nha cả nhà ơi, bây giờ sẽ bỏ lên bếp lửa để mình ăn hấp nha. Khi nào chín bé hạt tiêu sẽ ăn cảm nhận cho cả nhà xem có giống thịt cho bé hạt tiêu bán không nha cả nhà. Đó, mùa đông ở quê bé hạt tiêu đang mùa đông đó cả nhà, nên là mình cứ ngồi như này rồi mình hấp. Rồi mình hơ lửa luôn cho nó đỡ lạnh nhé cả nhà. Quê bé hạt tiêu bây giờ chắc 15 độ hả? 13 độ. Trời ơi lạnh lắm cả nhà ơi. Lấy cái nắp đi. Để nắp vào. Rồi hôm nay mình sẽ ngồi trong cái nồi này và mình đón giao thừa luôn nha cả nhà. Tới giao thừa chín rồi. Đây. Đây là cái gì? Gian bếp nhỏ nhỏ nhà bếp tiêu. Mùa đông về là bếp tiêu chỉ muốn ngồi ở đây thôi chứ không muốn đi đâu cả. Tại vì rất là lạnh. Em Vũ thì mặc áo của mẹ mua về đúng không? Đúng. Hôm nay trời sắp chuẩn bị nắng cả nhà ơi. Sau khi mà ăn uống no say là em trai bé hạt tiêu ra rửa chén. Trời ơi hôm nay rất là lạ luôn. Ước gì ngày nào cũng giao thừa nhỉ. Xiên dữ chưa. Ước gì ngày nào cũng giao thừa. Thôi cứ thế phát huy nha. Anh em cả nhà ơi chắc khoảng nửa tiếng rồi ha. Bây giờ mời ra coi thịt các bếp nó như thế nào nha cả nhà. Wow. Trời ơi nhìn hấp dẫn quá, như này chắc nó cũng gần chín rồi đó cả nhà. Một xíu nó chín, bé hạt tiêu sẽ ăn thử nha. Bây giờ thì mình đợi trong giây lát nha. Thịt rau xong rồi nha mọi người. Chín rồi hả? Chín rồi. Wow, nhìn hấp dẫn quá cả nhà ơi. Bếp xuống, làm thử miếng này. Trắng tươi chị là cưới trắng tươi chị kiếm chị. Đây buổi tối nhà có điện nhưng mà vẫn phải bật bóng đèn lên. U đây u điều anh u u con gái nhưng mà rất là men nhá. Nhìn hấp dẫn quá. Bỏ ra rổ cho nó khô à. Hà Linh đang xong. Nhìn cái nằm gì đây. Đồ có nước đấy. Cả nhà Tết ai qua nhà bé hạt tiêu thì sẽ được ăn thịt áp bếp nha cả nhà. Mời cả nhà Tết qua nhà bé hạt tiêu chơi nha. Mà hôm nay cũng là Tết rồi đấy. Hôm nay là 30 Tết. À,
Đấy, bây giờ em trai với hạt tiêu làm chấm chéo nha cả nhà. Chấm chéo này là súp Úc mini bán nha. Chanh. Cái gì đấy? Gồm chanh. Chanh gồm một ít nước. Rồi bây giờ bác tiêu xem thử nha cả nhà. Coi là em trai bác tiêu làm có ngon không nha. Đây nha cả nhà, bác tiêu xé thịt ra. Cái này mình phải để cho nó khô xong mình bỏ vô mình ăn dần. Mình bỏ tủ lạnh nha cả nhà. Đó, mềm lắm luôn á. Hơi nóng nha cả nhà. Nhưng mình thích ăn nóng á. Không còn ra khói rồi nè cả nhà. Chơi con. Rồi bây giờ bác tiêu mời cả nhà ăn nha. Đây. Mời cả nhà ăn nha. Ngon quá. Bây giờ. Mời mọi người nha. Chấm. Ngon đấy, cái này làm bán được nha. Cái này là trâu nhà từ mổ đó cả nhà. Nhà từ mổ xong rồi làm luôn. Hồi bữa mổ trâu bác Tiêu có quay cả nhà xem. Coi như cả nhà ăn. Nào, nghe. Vô đi cả nhà. Miếng mang đi cái ăn quả mang đi cái ăn quả bên này bên này miếng đây đưa bạn thân phải ăn khô không đang cốm mời mọi người ăn nha. Theo các bếp từ làm đây. Cầm rổ lên, cầm rổ lên đây, cầm rổ để làm đó. Giữ cái rổ to đùng. Nhìn ở ngoài màu nó đẹp hơn nhỉ? Nhìn ở đây nó hơi đen à? Hơi đen nha, nhưng mà ở ngoài nhìn nó đỏ quá cả nhà, nhìn đẹp lắm kìa. Làm thêm miếng. Ngon, ngon ớt gì? Ngon quá. Ngồi bên bếp lửa và ăn thịt gác bếp nha cả nhà. Giao thừa chỉ có vậy thôi trời ơi. Hàng xóm nghe nhạc quá trời luôn, không biết có, trong đây có nghe không nhỉ? Chắc không đâu hả? Sẽ dính bản quyền đó cả nhà. Xa lắm. Tết đến là bao quanh xung quanh nhà mình bốn phía là nhạc. Tực quay video cũng hơi bị khó đó cả nhà. Rồi nhé cả nhà ơi. Thì mấy chị em cũng đã đang ăn thịt gác bếp nha. Bây giờ bác Hạt Tiêu chắc sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà ơi. Nếu cả nhà mà thấy video hay thì cho bác Hạt Tiêu một like, một chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nha. Bác Hạt Tiêu chúc ông bà cô chú mình một năm mới thật là vui vẻ mạnh khỏe nha. Bye bye cả nhà.